16 gì 200 gì. Nhìn chú khỉ rất là ngộ nghĩnh. Trần Cương đưa các bạn đi thăm chợ Xuân. Đây là chợ cuối năm các bạn nha, chợ ngày 30 này. Ăn chè hay cà phê? Chè chứ. À thế à. Anh ngồi đấy đi. Ngồi đây cũng được. Thìa cho bác đá hả? Đập đá chưa, đập đá chưa? Đá. Chè bưởi, chè thập cẩm rất là ngon, rất là thú vị. Đây là khung cảnh chợ Xuân các bạn nha. Các bạn hãy về nông trường 77 xã Cư Giang để được thưởng thức những món chè, món cà phê trồn các bạn nhé, cà phê hương trồn và những món ẩm thực rất là đa dạng, phong phú. Chợ rất là rộng lớn nha, mình đứng ở góc quay đây thôi nha. Mình đứng ở góc quay đây, mình quay cho các bạn nha. Đây là một nửa chợ, một nửa khu chợ. Đấy. Mình đưa các bạn ra tầm nhìn bao la. Đây là chú khỉ ngộ nghĩnh. Chú khỉ đang đòi ăn. Đây là cửa hàng vàng bạc đá quý kim cương các bạn nha. Đây này các bạn thấy không? Ở Việt Nam mới là vàng ấy. Ở Việt Nam chúng tôi nha là vàng này, người ta đánh đống đây này. Thấy không? Những cái này gọi là những cái vàng này là vàng cái thuyền vàng đấy. Đấy đấy.
Người Tàu người ta gọi là một thỏi vàng. Đấy thấy không này, vàng bạc đầy nha. Người ta đánh đống lên như ở nước ngoài để lại mất điện. Đây bà chủ vàng này ngồi ngoảnh đi này, tiền để cả sấp này, không ai lấy. An ninh của Việt Nam rất là nghiêm các bạn nhé. An ninh của Việt Nam rất là nghiêm nhé các bạn nhé. Vàng bạc để không ai lấy, để theo đây. Cái này biếu các cụ, tiền này để biếu các cụ này. An ninh của Việt Nam rất là nghiêm nhé này. Tiền để này không bị cướp chứ nước ngoài nó lấy liền, toàn tiền 50.000 đô la này. Hoa quả bày chợ xuân rất là đa dạng. Cái này nào người Việt Nam cũng rất là hiếu khách nha các bạn nha. Đấy, thế ăn là chạy đến, còn thế đánh là họ chạy đi. À, xin chào anh, vào làm đi chè đi chứ nhỉ. Thế mày mới đi làm về đấy à? Đi chè đi. Chợ xuân các bạn nhá. Chè hay cà phê? Trà tao mới pha mà nó chảy mẹ hết rồi, với rót nước kia vào kìa. Nước kìa. Hello, xin chào. Hello. Hai bốn sáu bảy tôm ngọt mày hỏi tao mày chạy ra mày bê mầm với cả ông Vương nữa, tao chả hiểu đâu, chúng mày có ghi đâu. Tao làm gì có bút sách mà ghi, tao lấy tao bảo ghi vào. À, xin chào các bạn nha. Thank you các bạn đã đến tham gia hội chợ chợ xuân Việt Nam. À, xin chúc bạn bè toàn thế giới cùng đón xuân của Việt Nam. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng và đón nhận những lời chúc tốt đẹp nhất và được ngắm những bông hoa đẹp nhất và những cô gái đẹp nhất của chúng tôi. Hello. Chúng ta hãy quay trở lại với chú khỉ. Chú khỉ rất là dễ thương. Thank you các tình yêu.
Vlog tổng hợp. Vlog tổng hợp nhé.